khi chúng tôi bắt đầu lên ý tưởng kịch bản để mà chọn một cái món cổ vật của nhà Lý Gia ở trong Gái Già Lắm Chiêu Vi, Những Cuộc Đời Vương Giả, sau một thời gian cân nhắc, chúng tôi đã chọn Phường Bào. Khi mà tôi thấy lần đầu tiên trên cái tấm poster của Gái Già Lắm Chiêu Vi á, là đã thấy là một cái chiếc phượng bào tam vĩ và có các cái màu tím rất là đặc trưng. Cái tấm phượng bào của Gái Già Lắm Chiêu Vi xuất hiện vào thời Đồng Khánh. Theo thông tin tôi được biết, vì thời cuộc cho nên là bị lưu lạc ở Pháp. Nhưng vào năm 2018 thì chiếc phượng bào này đã được đấu giá và đem về lại Việt Nam. Mẫu vật phượng bào của Gái Già Lắm Chiêu Vi không phải là cái mẫu mà đang thịnh hành mà như chúng ta thấy từ trước đến nay. Nếu như áo phượng bào thông thường là áo viên lĩnh, là áo cổ tròn, thì cái áo phượng bào này á, một cái dạng áo tấp, tức là một cái dạng cổ đứng với lại tay thụng. Nhìn vào cái hoa văn và nhìn vào cái màu sắc thì biết chắc chắn là dành cho những cái dịp lễ rất là lớn. Và thường màu sắc và cái hoa văn này là chỉ dành cho những cái bậc như là quý phi, hoàng hậu hoặc là hoàng thái hậu, tức là những cái người phụ nữ cao quý nhất trong cung đình. Trên một chiếc áo phượng bào là có phải có chim phượng, có các hoa văn cục thủy, các hoa văn ngũ sắc và các chữ Hán tương ứng với đó. Đây là một cái báu vật, là một cái cổ vật có vai trò, đó là người nắm giữ câu chuyện, nắm giữ những bí mật cũng như là những drama xảy ra xung quanh ba chị em nhà họ Lý. Cho nên chiếc phượng bào tam vĩ này như là một nhân vật và nó xuyên suốt cả bộ phim, tạo ra những cái câu chuyện xoay quanh cái phượng bào tam vĩ, một báu vật triều Nguyễn này. Quá trình thực hiện phượng bào thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, và những cái thông tin về chiếc áo phượng bào này nó rất là ít, thậm chí mình cũng không thấy được cái mẫu vật ở bên ngoài được. Chúng tôi không liên hệ được với chủ nhân hãng đấu giá, cho nên chúng tôi nghĩ đến phương án là chúng tôi phục chế phượng bào. Nhà mốt Liên Hương là một trong những nhà mốt đã dày công research để nghiên cứu phục dựng lại chiếc phượng bào tam vĩ này cho phim Gái Già Lắm Chiêu Vi. Khi nhận lời làm chiếc phượng bào tam vĩ trong phim Gái Già Lắm Chiêu Năm, dĩ nhiên tôi không thể sử dụng lại cái chất liệu của ngày xưa. Chúng tôi dệt hoàn toàn, sau đó là cho nhựa thủ công. Thì chúng tôi đã phải test hơn 5 lần thì chúng tôi được có một cái màu vàng, gọi là màu vàng hoàng hậu. Chiếc phượng bào tam vĩ này hầu như là tôi giữ nguyên bản. Tôi lại lên một cái bản vẽ về chi tiết bằng tay trên giấy can, sau đó đi điền lên trên cái vải. Sau đó là chúng tôi sẽ tìm tới màu sắc của chỉ, và đặc biệt là chỉ vàng giá trị nhất trên chiếc áo phượng bào tam vĩ tôi nhập từ Nhật Bản về. Và sau đó là những cái hoa văn mây thì tôi được thêu trên chỉ tơ tầm. Chúng tôi hoàn toàn làm bằng thủ công, sử dụng cái lối thêu kate của Nhật rất là công phu và tỉ mỉ, mất rất là nhiều giờ của những nghệ nhân.